mừng khai trương siêu thị V-Max, xin kính gửi tới toàn thể quý khách hàng chương trình khuyến mại đặc biệt với cơ hội mua sắm thả phanh cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn nhân dịp khai trương siêu thị V-Max. Chương trình khai trương siêu thị V-Max được diễn ra vào Chủ nhật ngày 23 tháng 10 năm 2022 tại địa chỉ số 3 Cửu Việt 1, Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội với nhiều ưu đãi lớn. Siêu thị V-Max chuyên cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng tốt nhất với giá siêu khuyến mại cho đầy đủ các mặt hàng, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của mọi khách hàng, từ các mặt hàng truyền thống trong nước đến các mặt hàng nhập khẩu quốc tế như đồ khô, đồ gia dụng, bánh kẹo, sữa, rượu bia, nước giải khát, hóa mỹ phẩm, đồ dùng chăm sóc gia đình và rất nhiều các sản phẩm khác. Hàng hóa đa dạng phong phú với chất lượng đảm bảo, nhập khẩu chính hãng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giúp quý khách thả sức lựa chọn cùng đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình, chuyên nghiệp, chắc chắn sẽ là điểm đến lý tưởng của quý khách. Chương trình khai trương siêu thị V-Max sẽ diễn ra vào Chủ nhật ngày 23 tháng 10 năm 2022 với các chương trình khuyến mại như sau: chiết khấu 1% cho mỗi hóa đơn mua hàng từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng, chiết khấu 3% cho hóa đơn từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng và chiết khấu 5% cho hóa đơn từ 1 triệu đồng trở lên. Ngoài ra, quý khách hàng còn có cơ hội mua được nhiều mặt hàng với giá siêu khuyến mại. Chương trình khuyến mại ngày khai trương siêu thị V-Max sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 10 đến hết ngày 25 tháng 10 năm 2022. Vậy hãy nhanh chân đến với siêu thị V-Max của chúng tôi tại địa chỉ số 3 Cửu Việt 1, Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội ngay hôm nay để trở thành những vị khách hàng đầu tiên của siêu thị, được hưởng những ưu đãi hấp dẫn nhất và được mua sắm với giá sốc nhiều mặt hàng mà không ở đâu có được. V-Max, nơi an tâm mua sắm cho mọi gia đình. Mừng khai trương siêu thị V-Max, xin kính gửi tới toàn thể quý khách hàng chương trình khuyến mại đặc biệt với cơ hội mua sắm thả phanh cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn nhân dịp khai trương siêu thị V-Max. Chương trình khai trương siêu thị V-Max được diễn ra vào Chủ nhật ngày 23 tháng 10 năm 2022 tại địa chỉ số 3 Cửu Việt 1, Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội với nhiều ưu đãi lớn. Siêu thị V-Max chuyên cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng tốt nhất với giá siêu khuyến mại cho đầy đủ các mặt hàng, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của mọi khách hàng, từ các mặt hàng truyền thống trong nước đến các mặt hàng nhập khẩu quốc tế như đồ khô, đồ gia dụng, bánh kẹo, sữa, rượu bia, nước giải khát, hóa mỹ phẩm, đồ dùng chăm sóc gia đình và rất nhiều các sản phẩm khác. Hàng hóa đa dạng phong phú với chất lượng đảm bảo, nhập khẩu chính hãng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giúp quý khách thả sức lựa chọn cùng đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình, chuyên nghiệp, chắc chắn sẽ là điểm đến lý tưởng của quý khách. Chương trình khai trương siêu thị V-Max sẽ diễn ra vào Chủ nhật ngày 23 tháng 10 năm 2022 với các chương trình khuyến mại như sau: chiết khấu 1% cho mỗi hóa đơn mua hàng từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng, chiết khấu 3% cho hóa đơn từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng và chiết khấu 5% cho hóa đơn từ 1 triệu đồng trở lên. Ngoài ra, quý khách hàng còn có cơ hội mua được nhiều mặt hàng với giá siêu khuyến mại. Chương trình khuyến mại ngày khai trương siêu thị V-Max sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 10 đến hết ngày 25 tháng 10 năm 2022. Vậy hãy nhanh chân đến với siêu thị V-Max của chúng tôi tại địa chỉ số 3 Cửu Việt 1, Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội ngay hôm nay để trở thành những vị khách hàng đầu tiên của siêu thị, được hưởng những ưu đãi hấp dẫn nhất và được mua sắm với giá sốc nhiều mặt hàng mà không ở đâu có được. V-Max, nơi an tâm mua sắm cho mọi gia đình.